Xin chào các bạn, đã bao giờ các bạn gặp những lỗi như thế này khi mà chúng ta sử dụng tủ đông chưa? Tủ đông của chúng ta có mùi này, tủ đông của chúng ta bị chảy nước, bị đóng tuyết hay là tủ đông của chúng ta không lạnh? Nếu như câu trả lời của các bạn là có thì các bạn cũng đừng lo lắng quá nhé. Tại vì đây là vấn đề mà ai cũng sẽ gặp phải khi mà chúng ta sử dụng những chiếc tủ đông như thế này. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có biết nguyên nhân do đâu hay không, và cách làm sao để chúng ta khắc phục những lỗi đó hay không. Ngày hôm nay thì Trịnh Hà sẽ chia sẻ với các bạn 8 lỗi cơ bản mà chúng ta thường gặp phải khi mà chúng ta sử dụng tủ đông, và cách để chúng ta có thể khắc phục được những lỗi cơ bản này. Tủ đông của chúng ta không hoạt động có thể là do chúng ta chưa cắm dây điện của chúng ta bị hỏng, hoặc là ổn áp của ổ điện của chúng ta không phù hợp với dây điện của tủ đông. Cách khắc phục, bạn cần kiểm tra là nguồn điện đảm bảo đã cắm dây vào ổ điện. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị một chiếc ổn áp hoặc biến thế giúp làm ổn định hệ thống lưới điện, đảm bảo tủ đông hoạt động ổn định. Về việc tủ đông của chúng ta có mùi, có thể là do thực phẩm của chúng ta bị hỏng, hoặc là chưa bao bọc cẩn thận khi mà chúng ta cho vào tủ, hoặc là chúng ta chưa vệ sinh sạch sẽ tủ đông của chúng ta. Cách khắc phục, bạn cần thường xuyên kiểm tra đồ ăn trong tủ. Nếu đồ ăn bị hư hỏng thì mang ra ngoài, tránh lưu cữu. Đồ ăn nên bọc gói kỹ. Bên cạnh đó, bạn cũng vệ sinh tủ đông thường xuyên, 2-3 tháng một lần. Việc mà tủ đông của chúng ta không lạnh có thể là do tủ đông của chúng ta chứa quá nhiều thức ăn cùng một lúc, hoặc là chúng ta mở tủ lạnh thường xuyên. Việc này cũng làm cho tủ đông của chúng ta bị mất đi hơi lạnh. Bên cạnh đó, một lý do mà chúng ta thường gặp đó chính là lớp tuyết đóng ở trong tủ đông của chúng ta làm cho hơi lạnh không tỏa đều. Cách khắc phục, quy hoạch và sắp xếp lại tủ, không để quá nhiều, sao cho tủ có chỗ thông thoáng để không khí di chuyển. Nếu thấy lớp băng đóng dày, bạn nên cần tiến hành rã đông và vệ sinh tủ, tránh mở tủ thường xuyên. Việc mà tủ đông của chúng ta có tiếng ồn lớn có thể là do chúng ta đặt quá nhiều thức ăn bên trong tủ đông, làm cho tủ của chúng ta không được bằng phẳng. Có thể là vị trí đặt tủ của chúng ta chưa được cân bằng. Cũng có thể là do tủ của chúng ta, các thiết bị, các bộ phận bên trong chưa được lắp đúng. Bạn nên để tủ đông ở vị trí cân bằng, đồng thời sắp xếp các loại thực phẩm sao cho gọn gàng, ngay ngắn. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra xem các bộ phận của tủ đông đã được lắp đúng hay chưa. Trường hợp mà tủ đông của chúng ta bị rò rỉ nước ra ngoài có lẽ là do van của chúng ta đang bị hở, hoặc là lỗ thoát nước của chúng ta đang bị nghẽn do bụi bẩn nè, hoặc là do tuyết đóng ở bên trong. Trường hợp này thì lâu ngày sẽ tích tụ dần, sau đó nước sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Các bạn có thể kiểm tra khay chứa nước và lọc ở bên trong xem có đang bị hư hại gì hay không để chúng ta có cách khắc phục các bạn nhé. Kiểm tra van thoát nước đang trong tình trạng bị hở hay bị bám bụi. Nếu bị hở thì đậy nắp van lại. Còn nếu trông thấy van bị nghẽn do lớp bụi bám thì dùng vật nhọn cứng để loại bỏ chỗ tắc nghẽn ấy, rồi đóng van lại. Kiểm tra vị trí lắp đặt khay nước có đúng hay không, đồng thời xem khay có bị hỏng, nứt hay bị lợp không để còn mau mang đi bảo hành các bạn nhé. Nếu như mà các bạn đã thử hết tất cả các cách trên nhưng mà tủ đông của chúng ta vẫn bị những cái lỗi đó thì Trịnh Hà khuyên là các bạn nên mang tủ đông của chúng ta đến trung tâm bảo hành của hãng để chúng ta được sửa chữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.